Survive là nơi chúng tôi cố gắng để nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau, với ước mong sẽ giúp con người chúng ta trở về nguồn cội và tìm được mục đích của đời sống. À, nơi đây chúng tôi thờ phượng Chúa vì biết rằng điều này sẽ đem chúng ta lại gần với nhau hơn và giúp chúng ta khuyến khích nâng đỡ nhau trong đời sống để đối diện với những thách thức ở trong cuộc đời. Vì đời sống có rất là nhiều thử thách, nhiều gian nan, nhiều khó khăn, mà chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng để yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ nhau. À, tôi rất mong được quen biết quý vị, đón tiếp quý vị trong những sinh hoạt của Hội Thánh. Thank you.